vợ chồng Harry Meghan, tình yêu cổ tích có kết thúc sau cú tát vào mặt hoàng gia Anh. Về chung một nhà chưa đầy 3 năm, từ vẻ thuận thảo ban đầu, mối quan hệ giữa vợ chồng Harry Meghan với hoàng gia Anh đã biến mất đến mức không nhận ra. Chặng đường của vợ chồng nhà Sussex từ thuở ban đầu hòa hợp với hoàng gia Anh cho đến ngày hoàn toàn trở mặt, đấu tố người thân trên sóng truyền hình đã tốn không ít giấy mực của báo giới. Ngôn tình đời thật. Ác hẳn những cô gái cũng đã từng ít nhất mơ có một chuyện tình hoàng gia đẹp như cổ tích, những diễm phúc đó chỉ đến với những ai thật sự may mắn. Chính vì vậy, câu chuyện tình của hoàng tử Harry và nữ diễn viên kiêm nhà từ thiện Meghan Markle đã trở thành tâm điểm chú ý của công chúng lẫn cánh báo chí. Luôn kính tiếng về nữ kia của mình, cả hai khiến dân tình cứ phải đoán già đoán non mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Câu chuyện tình yêu giữa Harry Meghan bắt đầu vào mùa hè năm 2016, khi hai người gặp gỡ trong tình huống không hề biết rõ về nhau. Sau vài tuần hò hẹn, Harry đã thành công thuyết phục Meghan đi cắm trại cùng anh ở Botswana. Chính vào lúc đó, hạt giống tình yêu của họ nảy mầm. Meghan nói về thỏa mãn nồng của hai người rằng, dù khoảng cách giữa đôi bên không hề ngắn nhưng chúng tôi chưa bao giờ xa nhau quá 2 tuần. Đến tháng 11, báo Anh đưa tin Harry có bạn gái và bắt đầu săm soi đời tư của Meghan, khiến nhiều kẻ có cơ hội dè biểu cô từng ly hôn, tỏ thái độ phân biệt chủng tộc, kỳ thị giới tính. Dưới cơn sóng gió, Harry đã lên tiếng bảo vệ bạn gái, cũng minh chứng anh nghiêm túc với mối tình này. Tháng 11 năm 2017, Harry tuyên bố đính hôn. 16 tháng sau, Thái tử Charles vui mừng thông báo con trai Harry của ông đã đính hôn cùng Meghan và sẽ cử hành hôn lễ vào tháng 5 năm 2018. Lúc đó, nàng dâu hoàng gia chia sẻ, trong hơn một năm rưỡi qua, tôi đã tận hưởng khoảng thời gian thực sự thú vị khi làm quen với gia đình hoàng gia. Dần dần, tôi cảm thấy mình không chỉ là một thành viên tương lai của hoàng gia, mà còn là người thân trong gia đình này. Tháng 3 năm 2019, hoàng gia bảo vệ Meghan cho phép nhà Sussex thành lập văn phòng riêng. Cung điện Kensington đã được tăng cường các hoạt động truyền thông xã hội để chống lại những bình luận phân biệt chủng tộc nhắm vào Meghan. Gia đình hoàng gia thậm chí còn phát hành loạt hướng dẫn về quy chuẩn văn hóa trên mạng xã hội, đồng thời chuyển sang Instagram và Twitter để ngăn cản tình trạng lạm dụng thông qua các bình luận ác ý. Vào thời điểm đó, nhân viên cung điện cho biết họ đã huy động nhiều nguồn lực hơn để xóa các bình luận mang tính xúc phạm Meghan cũng như chặn các tài khoản vi phạm. Cùng lúc đó, nữ hoàng đã cho phép Harry và Meghan thành lập văn phòng riêng với các nhân viên chuyên trách tại cung điện Buckingham. Hoàng gia phủ nhận tin đồn rạn nứt và cho biết đó là kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước. Cặp đôi cũng chuyển từ Nottingham Cottage đến Frogmore Cottage để chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. Ngày 6 tháng 5 năm 2019, cung điện Buckingham thông báo nữ công tước xứ Sussex đã hạ sinh một bé trai lúc 5 giờ 26. Tin tức Meghan mang thai đã rộ lên từ tháng 10 năm 2018 khi cặp đôi tham gia chuyến công du Australia. Lần vừa cản này, Meghan đã phá vỡ truyền thống xuất hiện cùng con sau khi sinh chỉ vài tiếng đồng hồ, điều mà cả mẹ chồng lẫn chị dâu cô đều tuân thủ. Tháng 6 năm 2019, nhà Sussex tách khỏi tổ chức từ thiện chung với nhà Cambridge. Lời đồn anh em bất hòa lại rộ lên khi Harry Meghan rút khỏi Royal Foundation, vốn là tổ chức từ thiện được thành lập cho hai anh em vào năm 2011. Lúc đó, các trợ lý hoàng gia vẫn phủ nhận và cho biết bộ tứ sẽ còn xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện khác. Tháng 10 năm 2019, Meghan tiết lộ áp lực trong cuộc sống hoàng gia, Harry xác nhận mâu thuẫn với William. Thời gian này, nữ công tước cũng tiết lộ sự bức bối mà cô phải chịu đựng khi bị truyền thông soi mói, đặt điều mà không thể phản kháng. Chẳng mấy ai hỏi tôi có ổn không? Câu nói này của Meghan đã khiến công chúng ngầm hiểu rằng cô oán trách hoàng gia vì đã bỏ mặc mình chịu đựng đòn công kích của các tòa soạn báo. Cũng trong chuyến thăm Nam Phi đó, Harry thừa nhận rằng mình từng căng thẳng với anh trai William. Giữa tháng 11 năm 2019, sau khi tham dự các sự kiện công khai, Harry và Meghan đã xin nghỉ phép để đến Canada mừng Giáng sinh chứ không ở lại Anh. Đây là khoảng lặng hiếm hoi của vợ chồng Harry kể từ sau Meghan làm dâu hoàng gia. Tháng 1 năm 2020, vừa nghỉ lễ trở về, cặp đôi bất ngờ tuyên bố rời hoàng gia khiến dư luận chấn động. Có nguồn tin cho biết, các thành viên cấp cao, đặc biệt là nữ hoàng, hết sức thất vọng với cách hành xử của vợ chồng Harry. Hoàng gia đã tổ chức họp khẩn tại Sandringham để bàn về tương lai của cặp đôi. Cuối cùng, nữ hoàng tuyên bố bà đã tìm thấy một hướng đi mang tính xây dựng và hỗ trợ cho cháu trai cùng gia đình, đồng thời ủng hộ họ đi tìm cuộc sống mới. Cặp đôi không còn đại diện cho nữ hoàng trong các nhiệm vụ hoàng gia, không được dùng tước hiệu HRS và không được nhận trợ cấp hoàng gia nữa. Chúng tôi hy vọng được tiếp tục phụng sự nữ hoàng, khối tình vượng chung và các đơn vị quân đội, nhưng không được hưởng trợ cấp. Thật không may, điều đó là bất khả thi, Harry bày tỏ sự thất vọng. Tháng 7 năm 2020, Meghan đã đệ đơn kiện Associated Newspaper Limited, ANL, chủ sở hữu của Daily Mail, Mail on Sunday và Mail Online vì tội xâm phạm quyền riêng tư. Cũng trong chuỗi sự kiện này, cô cho biết mình cảm thấy không được chế độ quân chủ bảo vệ trong lúc mang thai bé Archie. Chẳng những không bảo vệ Meghan trước những bài báo suy đoán không có căn cứ, họ còn bảo cô nên im lặng.
Càng gần đến thời hạn trải nghiệm 1 năm, mối quan hệ giữa nhà Sussex và hoàng gia càng căng thẳng. Tháng 2 năm 2021, Harry và Meghan đã nói với nữ hoàng rằng họ sẽ không trở lại với tư cách thành viên hoàng tộc. Do vậy, các tước vị, chức vụ danh dự trong quân đội và vai trò bảo trợ hoàng gia sẽ bị thu hồi. Cặp đôi chủ động đóng cánh cửa quay về hoàng gia. Harry và Meghan tham gia chương trình tái hiện cuộc phỏng vấn nổi tiếng năm 1995 của BBC với mẹ của Harry là công nương Diana. Chương trình được phát sóng vào tối ngày 7 tháng 3 tại Mỹ và tối ngày 8 tháng 3 ở Anh. Tại đây, hai người hé lộ một số mặt chưa được biết đến của cung điện hoàng gia Anh. Trong đó có việc Meghan đối diện với sự phân biệt chủng tộc hay mối quan hệ rạn nứt giữa Harry và cha. Meghan rơi nước mắt khi nói với người dẫn chương trình Oprah Winfrey rằng cô muốn tự tử khi đang mang thai bé Archer ở tháng thứ 5 và từng nói với chồng là mình không muốn sống nữa. Khi ấy tôi chẳng thiết sống nữa, suy nghĩ về cái chết hiện ra rõ ràng và bám riết lấy tôi. Tới giờ tôi vẫn nhớ khi ấy Harry nâng niu mình như thế nào, Meghan nói với vẻ buồn bã. Đáng chú ý, Meghan tiết lộ một thành viên giấu tên trong gia đình Harry từng lo ngại về làn da của cậu con trai Archer sẽ mang màu tối như thế nào khi bé chào đời, khiến cậu bé không có được tước hiệu hoàng tử. Cuộc phỏng vấn hơn 17 triệu người xem trên đài CBS được ví như cú tát vào gia đình hoàng gia. Mãi lâu sau khi cuộc phỏng vấn trình chiếu, nữ hoàng Anh Elizabeth mới lên tiếng. Bà nói những vấn đề được nêu ra sẽ được xem xét nghiêm túc và giải quyết riêng tư, đồng thời không quên khẳng định Harry, Meghan và Archer sẽ luôn là những thành viên gia đình được nhiều người yêu mến. Trong khi đó, một nguồn tin thân cận hoàng gia cho hay Meghan đang nắm giữ một vũ khí bí mật có thể là quả bom hẹn giờ cho hoàng gia Anh. Đó chính là cuốn nhật ký Meghan kể về cuộc sống của mình và Harry đằng sau cung điện hoàng gia. Trước khi gặp Harry, Meghan đã chia sẻ những suy nghĩ của mình vào một blog có tên The Tick, từ chế độ ăn uống vào thói quen tập thể dục cho đến những lời khuyên về công việc và tình yêu. Theo lời khuyên của các trợ lý hoàng gia, mạng xã hội của cô đã bị xóa sạch vào tháng 1 năm 2017, 2 tháng sau lễ đính hôn với hoàng tử Harry. The Tick cũng bị xóa vào tháng 4 năm đó. Nhưng Meghan được cho là đã tiếp tục viết nhật ký riêng trong suốt 2 năm đầy biến động tại hoàng gia sau khi kết hôn. Và người ta sợ rằng The Tick chỉ đơn giản là bị thay thế bởi một quả bom hẹn giờ tiềm năng khác. Chia sẻ với truyền thông, cô Samantha Markle, chị gái cùng cha khác mẹ với công nương Meghan Markle, dự đoán cuộc hôn nhân của vợ chồng công tước xứ Sussex sẽ kết thúc trong 2 năm nữa. Theo đó, cô Samantha cho rằng cuộc hôn nhân của họ chỉ được cứu vãn nếu vợ chồng hoàng tử Harry chịu nghe lời khuyên và xin lỗi những người đã bị họ làm tổn thương trong cuộc phỏng vấn vừa qua. Bên cạnh đó, chị gái công nương Meghan cho rằng hoàng tử Harry cũng đang đặt câu hỏi về cuộc hôn nhân này và chỉ còn là vấn đề thời gian cho tới khi anh hết kiên nhẫn và chủ động ly hôn. Theo cô, hoàng tử Harry gần đây cho thấy anh không mấy vui vẻ. Cụ thể, trả lời phỏng vấn, cô Samantha nói, Harry có vẻ đã đặt câu hỏi về cuộc hôn nhân của mình, anh ta nên làm vậy. Những thiệt hại mà cặp đôi này đã gây ra với gia đình hoàng gia là vô cùng lớn trong thời điểm hiện tại. Anh ta không còn là đứa trẻ 12 tuổi nữa. Anh ta cũng từng hoạt động trong quân đội và đủ tỉnh táo để nhận ra sự dối trá của Meghan. Làm gì có người đàn ông nào hạnh phúc và thoải mái khi sống một cuộc sống như thế? Tôi tin rằng vào thời điểm anh ta quyết định quay lưng với Meghan Markle, anh ta sẽ cần một luật sư thật giỏi. Tuyên bố của chị gái công nương Meghan về cuộc hôn nhân này đã khiến dư luận bất ngờ. Một số người thậm chí còn đồng tình với việc này, chỉ ra rằng trong nhiều video gần đây mà hai vợ chồng công nương Meghan chia sẻ, hoàng tử Harry thường xuyên lộ rõ vẻ mặt chán nản, buồn bã và nhớ nhà. Và công nương Meghan đã nhận không ít ý kiến trái chiều từ dư luận sau cuộc phỏng vấn một lần kể hết với MC người Mỹ Oprah Winfrey. Trong khi nhiều người bày tỏ sự cảm thông, thì không ít ý kiến cho rằng công nương Meghan chỉ đang đặt điều. Họ thậm chí còn tìm bằng chứng cho thấy không phải câu chuyện nào cô chia sẻ trong buổi phỏng vấn cũng là sự thật.